bạn nhắn, bạn vô cái động tác này ta thấy giống như bạn dặn cái gáp nó ngược chiều lại đó, thì nó sẽ chạy thì dặn chậm dần số bạn tăng lên, bạn dặn ngược lại nó tăng lên thì nó sẽ chạy nhanh hơn một xíu, nhanh hơn lên đó. Bây giờ mình muốn nó ngược đảo chiều lại, mình bấm nút mình nhấn cái công tắc này thì nó đảo chiều lại. Mình muốn đảo chiều lần nữa thì mình nhấn cái này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mạch điều chỉnh tốc độ của động cơ DC mà kết hợp với đảo chiều động cơ. Cái mạch này thì nó không có gì phức tạp, nó cũng đơn giản. Mình áp dụng một số linh kiện cơ bản thôi. Bây giờ mình sẽ mô phỏng cho các bạn coi trước nha. Bây giờ mình sẽ bắn cho nó chạy. Mình nhấn công tắc này để kết nối, đóng công tắc lại để dẫn điện nha. Đó. Mình sẽ điều chỉnh tốc độ nó chạy chậm dần. Thấy không? Mình thấy cái mũi tên này, cái chiếc áp này nó chạy nó giảm lần thì motor nó sẽ giảm lần xuống. Bằng nhắn bằng vô cái động tác này ta thấy giống như bạn dặn cái gáp nó ngược chiều lại đó, thì nó sẽ chạy thì dặn chậm dần số bạn tăng lên, bạn dặn ngược lại nó tăng lên thì nó sẽ chạy nhanh hơn một xíu, nhanh hơn lên đó. Bây giờ mình muốn nó ngược đảo chiều lại, mình bấm nút mình nhấn cái công tắc này thì nó đảo chiều lại. Mình muốn đảo chiều lần nữa thì mình nhấn này. Bạn thấy cái motor này nó quay ngược chiều đây, theo chiều kim đồng hồ này. Và nhấn bật công tắc đây thì sẽ quay lại ngược chiều kim đồng hồ đó. Giờ mình sẽ tăng tốc chạy nhanh lên. Thì mình cho chạy chậm lại. Mình nhấn giữ cũng được đó, chạy chậm lại hết. Như bằng đảo chiều ngược lại đó, không chạy ngược lại không. Rồi mình sẽ giải thích nguyên lý hoạt động của cái mạch này và từng linh kiện nha. Mình sẽ bấm dừng lại. Cái mạch này thì mình dùng có hai cái linh kiện cơ bản, cần phải ba linh kiện cơ bản, là cần phải có là một cái thiết áp. Chiếc áp này, chiếc áp khoảng 10k, mình xài khoảng 10k, và một con MOSFET hiện tại mình đang xài là con MOSFET 3205 nha các bạn. 3205 thì con MOSFET này nó công suất nó lớn hơn, nó không bị nóng, nó dòng cái dòng nó cao lắm, dòng nó 450A gì đó, nói chung là dòng nó cao lắm. Với một công tắc 6 chân thì mình để đảo chiều động cơ, và mình sẽ gắn thêm một cái diode cầu nữa, cái cầu này để mục đích đi khi bạn cái bằng 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 gắn vô cái động chiều động cơ DC á, thì nếu các bạn có gắn ngược cực lên chân nữa thì nó vẫn không sao hết đó, nó vẫn chạy nó vẫn đưa ra đường áp đúng. Chứ nếu mà bạn không gắn cái cầu này vô á, thì nếu bạn lỡ bạn gắn sai cực á, sai cực thì nó sẽ gây ra hư cái con MOSFET này luôn, cháy con MOSFET này luôn. Nếu bạn gắn một con điếu thôi thì nó cũng được, nhưng là nếu bạn gắn ngược cực thì nó không có chạy, còn nếu bạn gắn còn đúng ngược thì nó chạy, còn nếu bạn gắn điếu cầu vô thì bạn gắn cực nào nó cũng chạy được hết. Đó là cái phần điếu cầu nha. Còn thứ hai là con mạch, cái mạch này cái bên cái con mạch này thì cái con MOSFET này thì nó có 3 chân. Bạn đếm chừng từ trái sang phải.
thì nó là chân chân đầu tiên là chân 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 G là chân để điều khiển đó. Chân chân thứ hai chân D, chân thứ ba chân S đó. Thì cái chân G của nó thì cái bằng nối vô cái chân còn con dưới áp này thì nó có ba chân, thì cái chân chân G của nó thì bạn nối vô chân giữa của cái dưới áp nha. Đó, còn một chân chân còn lại hai cái chân chân thứ nhất của con dưới áp á thì bạn gắn vô nối chân D và nối vô cực dương, còn cái chân còn lại của chiếc áp á thì bạn gắn vô cực âm. Bởi vì cái con này á, con MOSFET này á là nó kích hoạt để chạy là nó kích hoạt điện áp dương. Đó, nên khi bằng 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 tăng cái điện điện áp này lên á, tăng cái chiếc áp này lên gần cái chân thứ nhất của cái chân mà có nối điện áp dương á, thì dẫn điện mạnh mạnh thì nó sẽ chạy, nó sẽ kết hợp cái con này cái kết hợp giữa này dẫn chạy. Còn nếu mà bạn kéo xuống mà nối xuống phía phía âm này á thì nó điện áp đó nó nhỏ dần đi, rồi nó đến đến một lúc mất cuối cùng là nó đi tiếp giáp với điện áp âm này thì nó sẽ ngắt cái kết nối của con này luôn. Cái sơ đồ của nó thì nối nối cũng đơn giản thôi, nó bằng cái chân chân D bằng nối vô cực dương và nối chung với cái chân đầu tiên của chiếc áp. Còn chân giữa của chiếc áp thì bạn nối vô chân G đó, chân G. Còn chân cuối cùng thì bạn nối vô cực âm, chân cuối cùng của cái chiếc áp mà nối vô cực âm và nối vô cái tắt. Cái sơ đồ cái cách thức nối nối chân cái công tắc này thì đây mình cái mô phỏng cái chiếc áp nó như vậy nha. Thì chiếc áp nó có 6 chân này, chân chân một này, chân hai này, chân ba này, chân bốn, chân năm, chân sáu. Thì cái chân cái công tắc nó có 6 chân như vậy, thì hai cái chân chân giữa của chiếc áp á với của công tắc á thì bạn nối vô motor, nối ra hai chân của motor. Đó, còn cái chân số 1 các bạn sẽ nối với chân số 4 và nối lên cực cực dương. Cực nào cũng được, nói chung là chân số 1 nối cho chân số 4, chân số 6 nối chân số 3. Đó, nối thông về đó xong rồi hai chân đó bạn sẽ nối ra, bạn đưa ra điện áp cấp vào. Có thể cấp cấp chiều nào cũng được, cấp chiều trước chiều sau cũng được. Nên bằng nó nối nối vậy đó. Thì khi khi bằng bằng cấp ví dụ như hiện tại cái mạch của mình đó, là bạn nối chiều dương lên đây, chiều dương cực dương lên đây, lên số số 1 đây, âm số 2, số 6 và số 3. Thì nếu bạn 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 lần đầu tiên là bạn bật cái công tắc nó qua đây đó, công tắc đây này đó, nó sẽ nối qua đây thì điện áp nó sẽ cấp là điện áp áp dương âm xuống đây nha, dương lên đây nha. Đó, vậy nha, xong rồi bạn nấu lên đó, nó sẽ chạy từ từ dương, sẽ chạy một chiều, xong rồi bạn nối qua đây, nối qua chân hai ba hoặc năm bốn thì sẽ được áp âm áp dương, nó sẽ cấp âm nó sẽ cấp cấp một lên chân hai ba này và âm chân dương nó xuống đây thì nó sẽ chạy đảo chiều lại đó. Đó, cái nguyên lý của cái việc áp mà của công tắc sau trường là vậy, để đảo chiều động cơ vậy. Thì nó rất là đơn giản, bằng cái dùng công tắc là bằng bằng đảo chiều được động cơ thôi, không cần cái gì phức tạp hết. Cái này là cái mô phỏng công tắc nó không giống với so với cái này nó khác cái này, nên mình vẽ chi tiết ra để các bạn thấy cho dễ dễ hình dung thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ mô phỏng lại cho bạn coi nha. Hôm nào mình sẽ gắn làm mạch thực tế cho các bạn xem. Hiện tại mình đang có một cái máy đang chế một cái motor đảo chiều động cơ để mình làm cái máy khoan đó. Nhân tắc tăng lên đó, nó chạy nhanh đảo chiều đó, đảo chiều bằng như bằng giảm xuống, giảm 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 xuống, giảm 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 xuống đó, nên nó chạy chậm lại, đảo chiều chạy ngược lại đó, đơn giản lắm.
kêu cái bằng cái con MOSFET này các bạn nên gắn cái tản nhiệt vào cho nó nha. Mình khuyên cáo thì thôi chứ nó đơn chất nó cũng không có nóng gì mấy đâu. Các bạn hãy làm thử dân, nếu chưa làm được thì cho mình ý kiến với bình luận nha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha.